Anh tình oán trách em rất nhiều, sao người ấy mà anh cho có liêu. Anh từng nói với em rất lặng lời, sao người ấy để anh ôm với vơi trong trong tay. Giờ vẫn anh người yêu, sao tôi muốn cuộc sống không ngó toan. Vì lúc đấy anh quá xa, sao ngày ấy để anh cho em mang. Sai lầm lắm nhé. Rồi anh đã có những thứ em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau lòng thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đến bao cuộc đời. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đến bao cuộc đời. Rồi xin chào Minh Thư nhá, cảm ơn em cùng với chương trình livestream nhá. Đi ăn cơm á thì chia sẻ cho một cái đấy bạn ơi. Mình phải tranh thủ livestream bán mic hát livestream với mọi người, đó là cái công việc của mình. Vâng, các anh chị mỗi người một công việc khác nhau. Vâng, các anh chị làm việc này việc kia, nhưng mà mình thì bán mic hát luôn và livestream, đâm ra là mình dành thời gian hát thời gian livestream với mọi người vào trong những khoảng thời gian các anh chị nghỉ ngơi. Đây các anh chị và chương trình livestream thương mến, mình hãy cho một cái chia sẻ nhé. Đó, xin chào người đẹp Trang Nguyễn, cảm ơn chị Trang Nguyễn đến với chương trình livestream ạ. Bộ đội bao nhiêu tiền Thu Nguyên, xin cảm ơn bạn Thu Nguyên đến với chương trình livestream. Hiện tại bây giờ em đang phân phối mic hát thu âm livestream tại Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia. Không biết là chị Thu Nguyên đang ở bên Việt Nam, Hàn Quốc hay Đài Loan ạ? Vâng, em sẽ báo giá cho chị nha. Anh ơi, bộ đen trên giá dưới màu trắng là bao nhiêu tiền ạ? Cái nào ạ? Đen trên giá dưới màu trắng là bao nhiêu tiền là cái gì ạ? Ở trên đen nhưng mà dưới màu trắng hả? Trên đen dưới màu trắng là cái nào ạ? Vâng, trên đen là cái mic S700 nhá. Cái mic S700 thì giá đó là hơi mắc tiền nhá. Cái mic cái kia kìa, cái trên đen dưới màu trắng, cái đấy là cái mic S700 rồi. Giá của nó cũng hơi bị cao tiền ạ. Vâng, nay mấy đẹp đâu mà không hát. Mấy người đẹp hôm nay là thứ bảy là nhân viên được nghỉ. Vâng, ở nhân viên được nghỉ thì ông chủ lên hát livestream. Vâng